Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tàu điện Cát Linh Hà Đông hút khách trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022. Quảng Nam chăm lo đời sống công nhân ăn Tết xa quê. Du khách đổ về du xuân thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng quá tải. Điện Biên siết chặt quản lý biên giới trong dịp Tết. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Ngân hàng Standard Chartered, nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022 với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,7 và sẽ tăng lên 7% vào năm 2023. Môi trường thương mại toàn cầu được cải thiện sẽ hỗ trợ xuất khẩu trong khi nhập khẩu vẫn tăng cao. Tuy nhiên, tình hình sẽ cải thiện tích cực vào trung hạn. Năm 2021, xuất nhập khẩu được xem là điểm sáng của bức tranh kinh tế, đạt hơn 660 tỷ đô la Mỹ, mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Dù vẫn chịu ảnh hưởng từ diễn biến phức tạp của Covid-19, tính riêng quý tư, tiêu dùng trong nước tăng trưởng 28% so với quý trước. Việc đẩy mạnh tiêm vaccine và các địa phương mở cửa lại nền kinh tế đã giúp việc làm và thu nhập của người lao động được cải thiện. Các hiệp định thương mại sẽ là động lực chính thúc đẩy các doanh nghiệp tăng cường khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu. Các chuyên gia cũng cho rằng thị trường xuất khẩu trong năm 2022 sẽ tiếp tục mở rộng ở nhiều quốc gia, đặc biệt là với một số siêu thị trường đến từ các quốc gia cùng tham gia các hiệp định thương mại. Trong đó, các ngành sản xuất như dệt may, giày dép, gỗ, linh kiện, điện tử cũng đưa ra kế hoạch tăng trưởng hơn 10% so với năm 2021. Điều này sẽ đẩy kim ngạch xuất khẩu tăng từ 16 đến 20% trong năm 2022. Mới đây, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về một số chính sách hỗ trợ và quản lý đối với nhà trọ dành cho công nhân và người lao động thuê ở. Các đề xuất nằm trong chương trình mục tiêu cải tạo chỉnh trang hơn 720.000 phòng trọ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thành phố ban hành gói hỗ trợ lãi suất khoảng 100 tỷ đồng đối với chủ nhà trọ khi vay vốn ngân hàng để sử dụng vào mục đích nâng cấp, sửa chữa, cải tạo nhà trọ, đảm bảo tiêu chí, thời gian áp dụng khoảng 3 năm. Cùng với đó, miễn giảm thuế kinh doanh có thời hạn đối với hộ gia đình cá nhân kinh doanh nhà trọ. Sở cũng đề xuất giảm chi phí điện, nước hoặc chính sách về cách tính giá bán điện, nước sinh hoạt theo một mức giá trực tiếp đối với người thuê nhà trọ. Theo khảo sát vào cuối năm 2021, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có trên 99.000 hộ cho thuê nhà trọ với hơn 723.000 phòng. Số người thuê trọ là gần 1,7 triệu người, trong đó 886.000 người là công nhân. Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, các loại hình vận tải hành khách công cộng tại Hà Nội vẫn hoạt động, trong đó tuyến tàu đô thị Cát Linh Hà Đông đang trở thành điểm nhấn mới thu hút du khách thủ đô trải nghiệm. Theo Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro Vũ Hồng Trường, những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tàu điện Cát Linh Hà Đông vẫn đón hàng nghìn lượt khách tại các nhà ga. Riêng ngày mùng 1 tháng 2, tức mùng 1 Tết, đã có hơn 12.000 hành khách đi tàu. Người dân đi chúc Tết du xuân và để trải nghiệm loại hình vận tải hành khách công cộng mới của thủ đô. Trước đó, theo kế hoạch, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông sẽ vận hành thông suốt phục vụ người dân trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán với thời gian thay đổi theo từng ngày. Từ ngày mùng 5 tháng 2, tức mùng 5 Tết trở đi, thời gian đóng mở tuyến được thực hiện bình thường theo phương án vận hành đã được phê duyệt. Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Quảng Nam, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng, làm nhiều doanh nghiệp ngưng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Đời sống công nhân lao động vì thế vô cùng khó khăn. Bên cạnh sẻ chia với người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh khi dịp Tết đến xuân về, tỉnh Quảng Nam còn tích cực chăm lo đời sống công nhân xa quê để ai ai cũng được có Tết. Do dịch bệnh COVID-19 phức tạp, đường về quê Bà Rịa Vũng Tàu lại khá xa nên chị Lài quyết định ăn Tết xa quê. Đây là năm thứ hai phải đón Tết xa nhà, nhưng dưới sự động viên hỗ trợ của công ty, công đoàn các cấp nên chị Lài cũng vơi bớt nỗi nhớ nhà. Năm ngoái thì chống dịch bệnh không về được, dạ, cho nên là phải chấp nhận ở lại ăn Tết. Còn năm nay thì phải làm công ty hỗ trợ đầy đủ, đồ đem đồ nấu ăn, rồi bánh trái, mứt, bánh đầy đủ, bánh trứng, bánh tét, rồi bánh như bình thường ở nhà. Dạ, chỉ là hơi thiếu cảm giác gia đình thôi. Toàn tỉnh Quảng Nam hiện có trên 85.500 đoàn viên, công nhân, người lao động. Địa phương này chi ra khoảng 24 tỷ đồng, trong đó tập trung vào tặng quà, hỗ trợ vé xe về quê đón Tết cho công nhân bị COVID-19, nghỉ việc, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là lo đời sống cho công nhân phải ở lại.
động viên người lao động mà có nhu cầu về quê ăn Tết gặp khó khăn á, thì là tổ chức công đoàn phải hỗ trợ tiền tàu xe cho họ. Còn những người nào mà không có điều kiện để về quê ăn Tết á, thì phải tổ chức các hoạt động để cho họ vui xuân đón Tết. Hơn 2 năm qua, dịch Covid-19 đã gây nhiều khó khăn cho đời sống của công nhân lao động. Bằng những việc làm ấm áp, các cấp công đoàn tỉnh Quảng Nam đã góp phần giúp đoàn viên, người lao động thêm ấm lòng, tạo động lực giúp họ vượt khó, yên tâm lao động sản xuất, đóng góp cho doanh nghiệp và địa phương. Tết Nhâm Dần năm nay rất nhiều du khách chọn đến Đà Lạt du xuân để vui chơi tận hưởng không khí yên bình tại thành phố Hoa sau một năm khó khăn do dịch Covid-19. Vì vậy, trong những ngày Tết, nhất là từ mùng 2 Tết trở đi, lượng du khách đến Đà Lạt tăng đột biến khiến thành phố cao nguyên quá tải cả người lẫn phương tiện giao thông. Từ mùng 2 đến mùng 4 Tết, đường phố Đà Lạt đông đúc du khách từ khắp các tỉnh thành đến du xuân. Thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, từ ngày 27 Tết đến nay đã có hơn 36.000 lượt khách đến Đà Lạt, tăng trên 50% so với cùng kỳ. Và dự báo trong dịp Tết năm nay, Đà Lạt, Lâm Đồng sẽ đón hơn 80.000 du khách đến vui xuân. Không khí là rất là tốt, rất là mát mẻ này kia, còn dịch vụ lưu trú thì nó cũng tốt, giá cả cũng ổn. Để chủ động phòng chống dịch theo quy định, du khách đến Đà Lạt lưu trú bắt buộc phải có thẻ xanh vaccine, thực hiện đầy đủ khai báo y tế tại các khách sạn và các khách sạn cũng sẵn sàng hỗ trợ du khách test nhanh COVID-19 khi có nhu cầu. Hiện nay, du khách ở các nơi tiếp tục đổ về Đà Lạt để vui xuân trong những ngày cuối tuần, vì vậy tình trạng thiếu phòng cục bộ có thể xảy ra. Giao thông tiếp tục xảy ra ùn ứ ở một số tuyến đường chính trên địa bàn thành phố và các khu điểm du lịch ở Đà Lạt. Tuy nhiên, với những gì mà du khách trải nghiệm ở Đà Lạt sau một năm chống dịch đầy vất vả, đó sẽ là sự khởi đầu mới với nhiều hy vọng cho mùa xuân mới của đất nước trong năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại thành phố Hồ Chí Minh, đã có nhiều tổ chức cá nhân tình nguyện tham gia hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Mới đây, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp mặt tri ân các tài xế đã tham gia vận chuyển bệnh nhân, hỗ trợ lực lượng y tế trong giai đoạn cao điểm chống dịch COVID-19. Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thay mặt Đảng bộ thành phố bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các bác tài xế, tình nguyện viên lái xe cấp cứu, các nhóm thiện nguyện không ngại khó khăn gian khổ, xa cách gia đình, ngày đêm sẵn sàng hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân trong đợt dịch thứ tư vừa qua. Chúng tôi xin nghiêng mình trước những công hiến hy sinh thầm lặng mà cao cả của các chiến sĩ dũng cảm lái xe. Tấm lòng tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của các bạn sẽ in đậm trong tâm trí của mọi người. Thưa quý vị và các bạn, gác lại những bộn bề lo toan trong cuộc sống, Tết Nguyên đán là dịp để người đi xa trở về sum họp bên gia đình, để con cháu tri ân đấng sinh thành, dưỡng dục, tưởng nhớ về ông bà tổ tiên, cùng nhau đón chào những điều may mắn của năm mới. Mỗi gia đình một hoàn cảnh, mỗi người một điều kiện khác nhau, nhưng niềm vui lớn nhất của những người con xa quê đó là được trở về. Ngôi nhà này đã 4 năm qua, anh Bùi Huy Anh mới được trở về. 4 năm làm việc ở Cộng hòa Séc phải xa gia đình, mỗi lần Tết đến xuân về, anh không khỏi nhớ nhà, nhớ người thân. Năm nay anh quyết định thu xếp mọi công việc để về đón Tết đoàn viên. Còn với những đứa trẻ này, Tết năm nay mặc dù chưa có thêm quần áo mới, nhưng điều ấm áp nhất đó là được đón Tết trong vòng tay yêu thương của mẹ. Rất vui vì được về bên gia đình, về bên các con. Thì mặc dù có chút khó khăn nhưng mà cố gắng để về với các con, cho các con có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm. Mâm cơm những ngày cuối năm có thêm bát, thêm đũa, có thêm tiếng cười đùa của con trẻ luôn là mong muốn bình dị của mọi nhà, mọi người. Như vậy là trong năm vì được dịch với Covid, nhưng các cháu, các con vẫn ở trong năm việc đầy đủ, rất mừng. Tết là sự đoàn viên sum vầy, là ngày mà mỗi người luôn hướng tâm về quê hương, nguồn cội của mình. Đây là khoảng thời gian thiêng liêng, ấm áp, bình yên, đem đến cho mỗi người những cảm xúc đặc biệt. Cảm xúc của Tết đoàn viên. Đối với mỗi người dân Việt Nam, dịp Tết đến xuân về lại càng thêm nhớ Bác, vị lãnh tụ thiên tài kính yêu của dân tộc.
tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, quê hương của người, vào những ngày Tết, người dân nơi đây có nhiều cách làm để thể hiện tấm lòng tưởng nhớ, tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm nào cũng vậy, vào những ngày Tết, ông Vương Hồng Minh, xóm Sen 2 đều dành thời gian về khu di tích Kim Liên thắp hương, tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ngôi nhà của ông, ngoài bàn thờ gia tiên, ông Minh còn lập bàn thờ Bác ở nơi trang trọng nhất. Chứ hàng năm Tết đến xuân về thì gia đình tôi thường là chuẩn bị các nghi lễ để thắp hương cho Bác. Đối với gia đình tôi thì ngưỡng mộ Bác, cho nên lập đàn thờ Bác. Và hàng không những ngày Tết đến xuân về, những ngày rằm và mùng 1, gia đình chúng tôi đều thắp hương đầy đủ cho Bác. Trong ý thức của người dân Kim Liên thì cái việc lập bàn thờ Bác là điều đó là một nét đẹp văn hóa đã được truyền lại từ đời ông đời cha sang đến đời cháu, và sau này thì hàng năm cứ đến ngày giỗ của Bác hoặc là ngày lễ Tết thì nhân dân đều làm cơm, để làm mắm cơm cũng để rồi thắp hương, là thứ nhất là báo công với Bác, thứ hai nữa là cũng dành tất cả các cái tình cảm để rồi là kính trọng và luôn luôn nhớ tới Bác Hồ Chí Minh. Tại khu di tích Kim Liên, mâm cơm cúng Chủ tịch Hồ Chí Minh những ngày Tết cũng được Ban Quản lý Di tích chuẩn bị khá tươm tất, gồm xôi, gà, bánh chưng và hoa quả trong vườn. Sinh thời, người sống giản dị nên lễ vật dâng lên bàn thờ Bác cũng không quá cầu kỳ, quan trọng là tình cảm, lòng thành kính đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. 53 mùa xuân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng hình ảnh tư tưởng, phong cách cao đẹp của người luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân Kim Liên. Mâm cơm cúng Bác không chỉ thể hiện tình cảm, lòng tôn kính mà còn để mỗi người dân luôn nhắc nhở mình, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng đàng hoàng, to đẹp hơn như sinh thời người hằng mong muốn. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Tết đến xuân về là dịp để mọi người, mọi nhà đoàn viên sum họp, thế nhưng nhiều người, nhiều ngành nghề vẫn thực hiện nhiệm vụ xuyên Tết. Một trong số đó có ngành y, đặc biệt là giữa thời điểm khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay, những nhân viên y tế đã tạm gác lại việc riêng, việc của gia đình để thực hiện mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe nhân dân cho mọi người được vui xuân đón Tết trọn vẹn. Đã hơn 2 năm kể từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, bác sĩ Hoàng Trọng Tuệ, công tác tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã phải tạm gác lại việc sum họp gia đình vui xuân đón Tết. Thay vào đó, anh phải túc trực cùng các đồng nghiệp để theo dõi sức khỏe và điều trị cho các bệnh nhân nặng, nguy kịch như thế này. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát lần thứ tư, bác sĩ Tuệ ít khi được ghé thăm gia đình dù anh đã có vợ và 2 con còn nhỏ. Ngoài việc điều trị cho bệnh nhân ở bệnh viện, anh và các đồng nghiệp còn tham gia ở các tuyến đầu chống dịch. Là ngành y, tôi đã quen với việc ăn Tết tại bệnh viện. Tết thì năm nào cũng có. Sau khi hoàn thành tour trực 3 ngày Tết, chúng tôi sẽ về bên gia đình. Trong khi các gia đình đang tất bật chuẩn bị đón Tết sum vầy, thì còn nhiều hoàn cảnh bệnh nhân đang trải qua những chuỗi ngày cuối năm trên giường bệnh. Thế nhưng tất cả họ không bi quan, chán nản, mà luôn hợp tác với bác sĩ để vượt qua nỗi đau bệnh tật. Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đang là bệnh viện chủ công trong tuyến đầu điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Vì là tuyến đầu nên cường độ làm việc cao đã quá quen thuộc với người lính áo trắng nơi đây. Ở đây không có nhiệm vụ nào là nhẹ nhàng hơn nhiệm vụ nào. Nếu như các bác sĩ là người từng giây từng phút chiến đấu dành lại sự sống cho các bệnh nhân, thì nhiệm vụ điều dưỡng cũng không kém phần quan trọng. Họ cũng là người thường xuyên túc trực, chăm lo từng viên thuốc, giấc ngủ, thể trạng cho người bệnh. Tôi đánh giá rất cao cái sự tận tâm, tận tụy và đồng thời sự đức tính hy sinh. Bởi vì chúng ta cũng đều biết là khi mà có những dịch lớn thì ngành y tế cũng đã tập trung những chuyên gia giỏi nhất vào ngay tại tuyến đầu. Và tất cả các anh em khi mà tham gia những cái trận tuyến đó thì đều đi với một tâm thế hết sức sẵn sàng. Và đâu có lệnh là lên đường, không có một cái tinh thần hoang mang, không có một dao động nào hết. Dù có những áp lực, nhưng các y bác sĩ vẫn ngày đêm túc trực, sẵn sàng cho cuộc chiến với COVID-19. Với những y bác sĩ ở tuyến đầu, không coi công việc của mình là đặc biệt, mà chỉ nghĩ đó là trách nhiệm của người thầy thuốc. Và trước dịch bệnh, họ lựa chọn cách tập trung vào chuyên môn và động viên nhau hoàn thành tốt.
của những y bác sĩ thì như vậy, còn Tết của những gia đình, những bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà khi phải thực hiện các biện pháp cách ly điều trị cũng luôn luôn có sự đồng hành của gia đình, người thân và nhất là các nhân viên y tế của hệ thống y tế cơ sở. Năm nay, anh em Hiệp ăn Tết cùng bà nội vì mẹ em mắc COVID-19 đang điều trị tại nhà. Năm đầu tiên xa bố mẹ dịp Tết, các em cùng bà bày biện ban thờ, dọn dẹp nhà cửa dưới sự hướng dẫn từ xa của bố mẹ. Mọi lời chúc mừng dặn dò đều được gửi qua những cuộc gọi video hàng ngày. Còn tại nhà, nơi mẹ em đang điều trị, cánh cửa luôn khóa trái. Mọi nghi thức chào đón năm mới được thực hiện gọn nhẹ trong không gian phòng khách. Thoáng buồn vì một cái Tết thật khác, nhưng các thành viên trong gia đình Kiệp vẫn luôn giữ sự lạc quan, tinh thần phấn khởi và hy vọng vào một năm mới bình an. Năm nay là cái Tết rất khác với bọn cháu, bởi vì anh em cháu không đón Tết ở nhà mà nên bà nội đón Tết với cả các anh chị. Bọn cháu cũng không được đi chúc Tết, tuy không được ăn Tết cùng bố mẹ nhưng bọn cháu vẫn gọi điện qua Zalo để hỏi thăm và chúc Tết, mong cho bố mẹ ở nhà đón Tết vui vẻ. Năm nay là một cái năm ăn Tết rất đặc biệt của gia đình nhà hội F0, tuy nhiên vẫn theo phong tục tập quán của các cụ vẫn có đào, có quất và đầy đủ các cái thủ tục ngày 30 mùng 1 thắp hương các cụ. Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, toàn tỉnh Hưng Yên hiện có trên 4.000 F0 đang điều trị tại nhà. Đón Tết trong điều kiện phải thực hiện cách ly, không tiếp xúc với người thân, gia đình, khiến cho người bệnh không tránh khỏi sự lo lắng, buồn và hụt hẫng trong ngày đầu năm. Vì vậy, bên cạnh việc tư vấn điều trị, hướng dẫn uống thuốc theo quy định, các y bác sĩ, nhân viên y tế cơ sở còn luôn sẵn sàng chia sẻ, động viên tinh thần của bệnh nhân và người nhà trong những ngày này. Em chào chị ạ. Dạ vâng ạ. Rồi, đầu năm mới thì em xin chúc chị sức khỏe, vạn sự như ý, làm ăn phát đạt chị nhé. Trong những ngày Tết này chị cảm thấy trong người thế nào và ăn Tết thoải mái không ạ? Trong người thì hiện tượng thì nó cũng không có gì, cũng thấy khỏe bình thường, nhưng mà chỉ có đờm một chút thôi. Ăn Tết thì cũng buồn hơn. Cách ly riêng một mình một phòng, không được gặp người thân, gia đình thì cũng buồn. Dịp Tết Nguyên đán này thì những trường hợp F0 điều trị tại nhà thì có họ cũng có một chút về lo lắng và cũng gọi là hơi tủi thân, bởi vì là cũng không được đi đây đó. Nắm bắt được tâm lý đấy thì chúng tôi hàng ngày vẫn gọi điện hỏi thăm, uống thuốc đều, ăn uống nâng cao sức khỏe, động viên họ để cho họ có một tinh thần thoải mái nhất. Tết năm nay, tuy không được xung vầy cùng nhau vì dịch bệnh, thế nhưng tinh thần Tết, hương vị Tết vẫn luôn hiện hữu trong mỗi gia đình. Và hơn cả, đó là sự chia sẻ động viên giữa các thành viên và cộng đồng, xã hội, trở thành nguồn động viên tinh thần vô giá, giúp các bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà an tâm đón Tết yên vui và đủ đầy. Để đảm bảo an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo người dân đón Tết an toàn, lực lượng biên phòng tỉnh Điện Biên đã tăng cường quân số bám chốt, chủ động kiểm soát dịch COVID-19 trên tuyến biên giới và phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Tăng cường quân số cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, họp triển khai kế hoạch tổ chức tuần tra kiểm soát tại các đường mòn, lối mở mà người dân thường xuyên qua lại hai bên biên giới. Đây là một trong những biện pháp chủ động kịp thời được Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang thực hiện thường xuyên để ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Tôi cũng như nói, chúng tôi đã duy trì cái hoạt động tuần tra kiểm soát của 4 chốt cố định trên biên giới, cũng như là phân công lực lượng bám nắm địa bàn để duy trì gìn giữ an ninh trật tự an toàn xã hội ở trong khu vực biên giới, khu vực cửa khẩu. Quyết tâm giữ vững an toàn, kiểm soát dịch bệnh cho địa phương yên tâm đón Tết. Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Pa Thơm cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ Tết, trực chỉ huy tác chiến và 5 tổ chốt chặn và 1 tổ kiểm soát lưu động trực 24/24 giờ, xác định dịp nghỉ Tết Nguyên đán là thời điểm tình trạng xuất nhập cảnh trái phép sẽ có diễn biến phức tạp. Do đó, bên cạnh việc tăng cường kiểm soát của lực lượng chức năng ngay từ biên giới, thì việc người dân chủ động thông tin tố giác đối với những hành vi này cũng là rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.